Xin chào anh em, hôm nay sẽ quay lại một số cây hột mai hôm trước mà mình xử lý đế anh em ha. Rồi coi hôm nay nó như thế nào, rồi quay lại chia sẻ cho anh em xem. Thì bên cạnh đó sẽ chia sẻ thêm một số kỹ thuật về cây hột mai nữa. Nói chung là những kỹ thuật này mình đã chia sẻ hết rồi. Hôm nay mình chỉ nhắc lại cho anh em một số anh em nào mà chưa xem mấy clip trước á, để anh em nắm bắt và theo dõi để chăm sóc những cây của mình, đừng để nó chết uổng anh em ha. Nguyên cái lô này nè anh em, nguyên lô này hôm trước mình trồng mình có quay cho anh em ha. Đây hôm nay nó này nè. Đối với hột mai thì nó lên tầm này cũng chưa có đảm bảo là sống tốt nữa anh em ha. Nó chỉ vượt qua cái giai đoạn đầu thôi. Chứ còn nói nó sống khỏe rồi cũng không phải nữa anh em ha. Hột mai thì mình đã chia sẻ mấy cái thực rồi, anh em nào chưa xem lại clip đó thì xem lại giúp mình ha. 21 cây, hay mình mua 20 cây. Anh chủ vườn tặng cho mình một cây, ảnh không bớt nhưng mà ảnh tặng cây ha. Nay nó im hết rồi. Khi mình đem ra giữ nắng như vậy nè anh em ha, những chỗ nào nó chưa ra mình sẽ quay nó về cái hướng mặt trời mọc đó anh em ha, để kích thích cái mầm nó buổi sáng á, cái mầm mọc như cây này nè. Mình sẽ quay nó mấy chỗ kia nó có hết rồi ha. Cái này mình quay cái thằng này về đằng mặt trời mọc nè, để kích thích cái mầm nó ra. Nó ra tược đều hết rồi. Cái này là đúng một tuần lễ á, là mình sẽ tưới rót hai một lần nha anh em ha, một tuần một lần. Tưới đến khi nào qua 2 tháng rồi mình mới đi các loại phân khác ha. Là mục đích của mình là tưới phân nước vậy thôi, là kích rễ kích mầm để dưỡng cây trong giai đoạn này. Pha loãng hôm trước mình đã nói anh em rồi, một hai nắp chai, hai nắp cái chai rót hai đó mình pha với cái thùng B 20 lít để chủ yếu loãng loãng để giống như mình làm bổ sung dinh dưỡng cho cây vậy anh em ha, để nó duy trì sự sống với nó kích thích cái mầm, kích thích rễ. Đó, chú ý mùa mưa này chú ý thoát nước anh em ha. Chiều qua mưa nhiều nè, mưa nhiều cái này nó sáng nó dư nước lá nó buồn buồn. Rồi nhiều anh em hỏi là cây hồng cục mai á là sao cứ ha, là cây sao hương vậy đó. Cái khoảng cách giữa cái tược này nè, hai mắt lá anh em thấy cái này ha, thấy không, nó dài nè. Nó vậy giờ em phải làm sao để cho nó ngắn lại, nó đôn lại để mình chơi á. Cái này là cái cây mình đang mới trồng á, nó cái nhựa lúc mà nó tập trung cái chất trong cây nhiều á, cho nên là nó ra như vậy nè ha. Chứ còn cái chất trồng cây phôi á nó không đủ tốt để cây nó vượt cái gì đâu. Nên cây mà anh em tập cây phôi á để nó nhặt mắt á là mình nói chế độ phân ha, chế độ phân là anh em phải kỹ cho đó. Đi phân thế nào, lượng phân làm sao để nó phù hợp. Chứ để nó mà nó tốt quá là nó vượt xa ra như vậy là nguyên cái đoạn này nè anh em thấy không? Nó cả phân nè, hai phân hơn á. Rồi anh em đâu có rút ngắn bông mini siêu ni sao anh em rút ngắn lại được, nên phải cắt bỏ đó. Cho nên cái độ phân phải đi như thế nào, đừng có tham lam quá, mình đi phân nhiều quá là nó lo nó vượt. Nó bắn tược á, đặc biệt là mấy anh em nào mà nuôi mà muốn nhanh muốn gấp á là hai tưới cái thằng ure ha, mấy anh hay tưới ure là cảnh báo anh em nghe, là tưới ure là xong cái cây luôn á, chứ không phải đơn giản là anh em thấy tược nó bắn hù lên cái dù lên nó vượt mặt, cái anh em phải tưới ure là chết nha anh em ha, tưới ure là xong cây luôn, hư cây luôn á. Cái cây mà tưới ure rồi ha là anh em khó để dưỡng lại cho cây nó lấy lại sức phục hồi lắm. Nó giống như cái ure, nó giống như cái chất kích thích cái chất hồi sinh vậy anh em ha, làm cho cái cây nó tập trung hết nhựa để nó phun lên, nó tươi lên rồi xong xuôi là nó teo tóp là nó chết luôn anh em ha. Cẩn thận cái vụ phân ure nha, tuyệt đối không dùng phân đó anh em ha, tuyệt đối không dùng nha. Khi mà cây nó qua giai đoạn sống rồi á là anh em kiểm soát lại cái phân để tạo cho cái mắt nó nhặt này nè. Đó, khi mà cây mình nó cứ nghĩa là cái lượng phân mình đi làm sao để cây nó đủ dinh dưỡng, nó sống non thôi, giống như mà ăn no mà ăn không có chất á, kiểu vậy đó. Chứ còn không phải bỏ đói nha anh em, không phải đói phân nha, mà kiểu như mình giống như mình ha, ăn no mà ăn không có chất á. Phân nó vượt như vậy là do nó còn cái chất trong thân á anh em ha, nó tập trung cái chất trong thân nó còn. Với thứ hai nữa là khi mà nuôi cây phải để mình nắng gắt, phải nắng nhiều hồng mai á, với thằng sâm hơn á. Anh em có để trong mát dịu hoặc là để dưới lá lan á, là cái tược nó bắn đi rất là nhanh nha anh em ha. Mục đích nó đi nhanh để nó tìm cái ánh sáng thích hợp đó anh em ha. Cho nên nó đi xa là nó không nhặt mắt, thì không nhặt mắt mình không làm cây bonsai siêu mini được ha. Mấy chú anh em mới chú ý mấy chỗ đó thôi. Đối với hột mai thì anh em chú ý là cái đất trồng.
cái đất trồng nó quyết định cái yếu tố mà tiếng trùng rễ rất là nhiều anh em ha, rất là nhiều. Cây này anh em thấy nó ra cái tược ngon ha. Đó. Nó ra như vậy là chúng chưa đảm bảo sống anh em ha, anh em mà ý y cái dư nước một cái là nó thúi, là lúc này nó chết là hết cứu nè, lúc này nè. Lúc này nó phạm phân là dư nước là nó chết là hết cứu nha anh em ha, hết cứu luôn chứ không phải là bỏ làm lại. Cho nên giai đoạn này kiểm soát dinh dưỡng và nước rất là quan trọng đối với cây phôi. Nó vậy là mới cái bước đầu để đảm bảo cây duy trì sống thôi, chứ còn chưa sống khỏe đâu, chưa phải sống khỏe đâu. 21 cây nó đều sống hết anh em ha. Cách cắt rễ thì mình đã chia sẻ anh em rồi. Cây phôi trồng ngoài ruộng cắt làm sao, cây trồng trong cái chậu đen cắt làm sao, cây trồng đất thịt đất sét cắt làm sao ha, mình đã chia sẻ anh em rồi. Đó. Cái chất trồng là nó quan trọng đối với cây hồng mai dữ lắm, nó quyết định cái yếu tố mà tiến trùng rễ không ha. Anh em nhìn cái đầu cái mặt cắt này, nó kéo nhựa như vậy á, là thấy cái sức sống cái cây nó rất là mạnh anh em ha, nó mạnh. Nghĩa là cái chất trồng và cái kiểm soát nước mình tốt rồi đó, là cái cây nó mới phát triển mạnh như nè. Tất cả đầu rễ em anh em thấy không, nó lú xanh lên hết, nó kéo da kéo nhựa. Rồi cây hồng mai với cây linh sam á, là đặc biệt là cái mặt cắt nó dẫn ra được cái tược nè anh em thấy chưa. Đó, nhưng mà đối với những cây già nha, cái linh sam mà đối với những cây già, hồng hồng mai cũng vậy, đối với những cây già nha. Còn những cây mà non non là nó ra không có nổi. Đó, như cây này nè anh em thấy không. Đó. Thấy thằng ông nằm tên không. Đó. Có nghĩa là mình chia sẻ tận tình cho anh em, kênh của mình mục đích chia sẻ cho anh em là chính, chứ không phải là cái kênh thương mại. Cho nên biết bao nhiêu chỉ anh chia sẻ anh em bao nhiêu, và cũng làm y như những gì chia sẻ anh em. Mà anh em nhìn cái đất của mình đó, thấy không, mụn dừa rồi than tổ ong và phân dơi ha, phân dê chứ không phải phân dơi nha. Phân dơi thì mình chỉ dùng cho những cây thành phẩm thôi. Đó, bay một lượt cho anh em thêm đất, một loại đất duy nhất. Và một loại đất này có thể anh em trồng cho tất cả các loại cây của anh em cũng được nữa ha. Từ cây, những cây sứ ra thôi, cây sứ là nó thân nước mà. Thân nước là dư nó chết. Hồng mai nha, là cái chất trồng rất quan trọng đối với cây hồng mai. Thì anh em cứ để ý ha, cây vừa có hoa có trái mà mình chơi thì, mà chơi không sai nữa thì đâu có cây nào nó chơi qua được, anh em thấy không nè. Cái bài cái trực lắc này, cái bài anh em hay chơi, anh em nào cũng hỏi là tìm cây giống như vậy nè. Đối với hồng mai á, là những cây như bên này thì tìm rất là dễ nè ha, tìm rất là dễ, bình thường tìm nhóc giá bình dân, nhưng mà cây bên này như vậy tìm hơi khó ha, tìm hơi khó lắm. Mình làm được nhiêu thì chia sẻ anh em hết rồi, còn mỗi cây này thôi. Đó, cái chất trồng nè, khi mà cây phôi thì chất trồng như thế nào, rồi cây thành phẩm chất trồng như nào mình đã chia sẻ đủ hết ha. Đó, anh em thấy cái chất trồng để cây hồng mai, cây thành phẩm này, anh em thấy cái lá nó màu lá nó không? Đó. Tới nay chưa đi phân luôn nha anh em ha, chưa đi phân luôn. Dẫn tưới phân hữu cơ là gót hai hàng tuần ha, một tuần tưới một lần. Đối với những cây thành phẩm như vậy và ép chậu lâu á thì 3 nắp cho 20 lít. Còn cây phôi 2 nắp cho 20 lít. Còn cái này là 3 nắp cho 20 lít ha. Nhớ anh em nhớ mấy cái khoảng này thôi. Đó. Và cái hồng mai là cái đặc biệt là cái rễ nó, rễ bò anh em. Nó bò đi rất là xa và nó phái nhất là lòng chậu ha, nó phái lòng chậu dữ lắm. Kể cả cái phôi này anh em lòng chậu trồng nuôi và trồng luôn, nuôi dưỡng trong giai đoạn thôi. Cây này mình chưa lòng chậu là lý do chưa lòng chậu là tại vì cây mới lên chậu ha, dinh dưỡng nó rất là nhiều. Hiện tại nó không nhất thiết phải lòng chậu, mà anh em nào dội lòng chậu á là nó vô tình làm cho nó dư nước thì cây nó chết nhanh hơn ha, nhanh hơn. Hai yếu tố mà làm cho cây chết nhiều nhất là phân và nước, anh em nhớ chỗ đó ha. Cây lên chậu á. Đó, cây này nay nó ra bài bản ngon lành ha. Đó, thì vài ngày nữa cái mình tỉa này, chưa tỉa lần nào anh em ha, tỉa lần hai lần nữa rồi nó đơm bông lên nhìn là đã luôn. Là yếu tố cái hồng mai, yếu tố nó quan trọng là cái chất trồng anh em ha. Cái chất trồng quyết định rất là nhiều đến cái sự mà tiếng tùng của cây hay không ha anh em ha. Đó, cây mà chơi bonsai mà có bông có tái như vậy thì anh em đã biết rồi ha, đã biết rồi. Hồng mai thì cái bông của nó thì tuyệt vời anh em ha, bông và trái nữa. Cây như cây này nè, cây mà cái dạng như vậy nè, anh em tìm rất là dễ, nhiều cây lắm. Quan trọng là cái cách bố trí sắp xếp tay cành á, tay cành sao cho nó hợp lý thôi, sao cho nó hài hòa giữa cái thân cây mình chọn và gốc cây mình chọn và cái hướng cây mình đi, mình sắp xếp sao cho nó hài hòa thôi ha. Cây này cũng vậy, cái dạng như vậy rất là dễ tìm anh em ha, rất dễ tìm. Mà anh em thấy bông nó nè,
nó ra bông quanh năm anh em ha, hồng ngọc mai nó ra bông quanh năm. À, xử lý bông thì mình không có xử lý ha, có nghĩa là mình cũng không biết cách để xử lý cho hồng ngọc mai nó ra bông đó. Mình chỉ việc là mình cắt tạo tán, tạo cái form dáng nó xong xuôi, cắt hết đợt này thì khi đọt non nó già, đọt nó già rồi á là cái mình cái đi phân bình thường đều đặn thì nó ra bông mãi thôi, như cái này nó ra bông huyết hết đợt này tới đợt kia thôi quanh năm. Anh nào thích chơi bông chiêu hoa thì chơi cái thằng hồng mai này rồi tuyệt vời nè, nè cái dạng cây như vậy nè, đúng không đó. Anh em tìm rất dễ, nhưng mà quan trọng là do cách mình bố trí tay cầm sao cho nó hợp lý và nó đẹp để mình chơi thôi ha. Đó. Cây thì như nhau ha, phô như nhau, quan trọng là cái cách nhìn và cái cách tưởng tượng của cái người làm ra cây thôi anh em ha, chứ hơn nhau chỗ đó thôi, chứ còn ai cũng giỏi cả ha. Đó, cây hồng mai này mình thay đất xong nè, và đặc biệt là hồng mai này nó rất thích đất Akadama nha anh em ha, nó rất thích đất Akadama. Akadama mình chỉ trồng những cây thành phẩm thôi nè, chứ còn cây phôi trồng gì nổi, mắc đất nó giá nó cao quá, trồng cây phôi phí nữa anh em ha. Đó, bông nè anh em thấy không, hết đợt bông này tới đợt bông khác nó ra bông rồi nó đậu trái, nhìn rất là đẹp nè ha. Mình rất thích hồng mai này, hiện tại mình cũng đầu tư cho nó cũng khá khá đó, nhưng mà cây thành phẩm nhiêu là anh em lấy hết anh em ha, cũng nhờ anh em thương qua phố cho nên là làm được cây nào thì anh em đều chia hết cây đó ha, cũng rất là vui. Thông qua đây cũng cảm ơn anh em cũng nhiệt tình ủng hộ qua phố thời gian qua ha anh em ha. Thì anh em cần phải tư vấn cái gì anh em đừng có ngại, cứ nhắn tin cho mình, thậm chí điện cũng được anh em ha, thì cứ nghe máy được mình nghe, còn nghe không được thì mình nhắn tin hoặc là mình sẽ điện lại sau, anh em đừng ngại gì đó. Còn giá cả là anh em phải hỏi ha, có nhiều anh em ngại không hỏi, anh em mới hỏi biết được giá như thế nào mới mua chứ. Hỏi để mình so sánh giữa cây này với cây của vườn khác, và giá cả ở vườn này thì với cả vườn khác, và cây này với cây khác nó điểm ưu, điểm khuyết như thế nào, và giá cả có hợp lý không thì mới vậy mình mới biết mình mua chứ. Còn nhà vườn nào mấy anh hỏi giá mà họ không trả lời hoặc là họ cử mấy anh thì mấy anh quỷ kết bạn với họ đi ha, cũng không nên, cũng không nên kết bạn với cái những người vậy làm gì ha anh em ha. Nhưng mà quan tâm quan trọng là anh em phải hỏi giá, hỏi giá mới biết để mới mua. Còn anh cứ hỏi một chục lần, hai chục lần cũng không việc gì đó. Cảm thấy thích hợp mới mua được chứ còn đẹp nhưng mà tôi lại không đủ tiền, hoặc là đẹp nhưng mà giá hơi chua quá không mua nổi thì thôi, chứ cũng vui vẻ. Ha anh em ha, tâm sự thôi. Trong clip hôm nay thì anh em chú ý mấy chỗ sao thôi. Cái lại xử lý phôi, lại xử lý phôi ban đầu anh em ha. Phải xử lý phôi như thế nào? Cây trồng dưới đất thịt đất sét thì lấy làm sao, cây trồng trong chậu thì xử lý làm sao, cây người mua của mua bán của người ta bán lại cho mình, họ trồng trong cái chậu đen rồi mình xử lý làm sao ha. Mình đã chia sẻ anh em rồi, anh em nào chưa xem lại chỗ đó. Cái thứ hai là cái chất trồng hồng ngọc mai, cái chất trồng nó rất quan trọng nha anh em ha, chất trồng rất quan trọng đối với cái bệnh tiết tùng rễ của cây hồng mai rất là nhiều anh em ha. Như mình thì cây thành phẩm mình trồng Akadama với đá 1 mét, còn cây phôi mình trồng mụn dừa với thằng thang tổ ong ha, mình đã có chia sẻ rồi. Rồi cái thứ ba là kiểm soát tốt phân nước trong giai đoạn này anh em ha, phân nước tốt trong giai đoạn này là kiểm soát nước làm sao và phân làm sao. Trong giai đoạn này 2 tháng đầu tiên là khi lên chậu như này ha, là tuyệt đối không tưới phân hóa học và cũng không tưới, không bỏ phân hữu cơ nữa anh em ha, chỉ tưới phân dưỡng thôi, phân lá là gót 2 á, mình gót 2 và Atonet. Và đặc biệt là hồng mai là nó dư nước, nó cũng dễ bị tiếng tùng rễ nữa anh em ha, nó dư nước cũng dễ bị tiếng tùng rễ nữa. Cho nên là cái chất trồng là cái ưu tiên của nó là hàng đầu nằm trong chậu là thoát nước tốt. Cây xử lý phôi á, thì phải trồng cái chậu dừa thôi, đừng to ha, sau này muốn nuôi thì mình lồng thêm cái chậu nó vô đó. Tuyệt đối không tưới phân hóa học và phân hữu cơ trong cái giai đoạn 2 tháng đầu này ha. Rồi muốn tưới phân hóa học, phân hữu cơ là 2 tháng sau khi được cây này được 2 tháng á, như vậy nè, được 2 tháng là anh em mới tưới phân hữu cơ và phân hóa học ha. Phân hóa học là pha lỏng, pha thiệt là lỏng nha anh em, phân hóa học là tưới gốc, còn phân hữu cơ cũng tưới gốc luôn ha, tưới buổi chiều. Mục đích tưới chiều là không để ánh nắng mặt trời, mình tưới buổi sáng ánh nắng mặt trời vậy nè, nó chiếu vô thì những cái phân mà nó dính lên thân lá rễ thì nó sẽ cháy hết anh em ha. Tưới buổi chiều, ban đêm nó không có ánh nắng. Rồi sáng xả lại nước ha, nhớ anh em ha. Cây phôi thì 15 ngày tưới một lần và cây thành phẩm thì 1 tháng tưới một lần. Anh em mới nhớ chỗ mấy chỗ đó thôi ha. Đặc biệt trong cái 2 tháng đầu tiên của cây phôi này nó chết rất là nhiều anh em ha. Hôm trước mình có chia sẻ cho anh em một cái cách mà kiểm soát nước phân trong 2 tháng đầu tiên khi lên chậu hoặc cây phôi á. Anh em nào chưa xem lại và chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé anh em ha.
Rồi, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại clip sau.